Chiếc xe gas này ở Nga nó chạy trên những cung đường đóng băng, cho nên người ta phải rắc muối để chiếc xe có thể chạy được. Mà khung gầm của nó vẫn chạy được đến mấy chục năm, thì việc bảo hành 8 năm ở đất nước Việt Nam tôi nghĩ nó là việc hết sức bình thường. Xin chào mọi người. Hẳn mọi người đã rất quen thuộc với chiếc xe gas 17 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga này. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một phiên bản hoàn toàn khác. Nó đã được hoán cải thành chiếc xe bán tải. Thực tế thì xe nhập khẩu Nga nó đã có một chiếc xe bán tải nguyên bản rồi. Nhưng tại sao người khách hàng của tôi lại chọn phương pháp là hoán cải từ xe 17 xuống xe bán tải? Thì nó có 6 lý do sau. Trong clip này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lý do đấy nhé. Trước khi tìm hiểu về lý do thì tôi sẽ giới thiệu thông số kỹ thuật của chiếc xe gas này cho những bạn nào chưa biết. Thì chiếc xe gas này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga về cuối năm 2019. Nó sử dụng động cơ Cummins 2.8 lít có turbo tăng áp. Điểm đặc biệt của chiếc xe này đó là nó sử dụng lốp kép. Và đặc biệt khung gầm của chiếc xe gas này được bảo hành lên đến 8 năm. Thì tại sao một bộ khung gầm lại được bảo hành lâu như thế? Vì lý do chiếc xe gas này ở Nga này nó chạy trên những cung đường đóng băng, cho nên người ta phải rắc muối để chiếc xe có thể chạy được. Mà khung gầm của nó vẫn chạy được đến mấy chục năm, thì việc bảo hành 8 năm ở đất nước Việt Nam ta tôi nghĩ nó là việc hết sức bình thường. Chúng ta hãy cùng nhau xem tại sao khung gầm nó lại được bảo hành khủng khiếp đến vậy. Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy thì khung gầm của chiếc xe gas này nó là dạng sắt xi rời đấy, những khối sắt xi nó rất là rộng và được kết cấu với nhau bằng những con quay giảm chấn như thế này này. Nó giống như quang treo của xe tải đấy. Bên cạnh đó là 4 nhíp dẻo. Và các bạn biết là nhíp dẻo của Nga thì nó cực kỳ là bền rồi. Đến tận bây giờ thì rất nhiều bác tài vẫn đang đi tìm những chiếc nhíp dẻo của Nga để mua. Nó là hàng cực kỳ hot đấy. Và một lý do nữa, nhiều người thử chiếc xe này có hỏi tôi là tại sao nhìn nó hầm hố, nó cục mịch như thế này mà đi những cung đường sóc ấy nó lại cảm giác rất êm, nó bồng bềnh. Thì đây, chiếc xe này được trang bị sẵn nó là hệ thống thanh cân bằng ngang và cân bằng dọc như thế này. Chính hệ thống thanh cân bằng này này nó sẽ giúp chiếc xe không bị rơi nhanh xuống các cái ổ gà. Đây, hệ thống này nó sẽ níu những cái bánh này, khi một bánh bị rơi xuống nó giữ lại cho bánh nó rơi từ từ và lên nó cũng từ từ. Chính vì thế người ngồi sau chiếc xe gas này không cảm giác nó bị nảy lên mà nó cứ bồng bềnh như là bầu hơi vậy. Và đương nhiên khi mà hoán cải thành xe bán tải, các bạn đi vào những cung đường sóc, nhất là mặt hàng của các bạn dễ vỡ ấy, thì việc có hệ thống thanh cân bằng ngang này nó sẽ đảm bảo cho hàng hóa của các bạn được ổn định và nó tránh hỏng hóc. Quay trở lại với lý do chính là tại sao người khách hàng của tôi lại chọn cách hoán cải từ xe 17 xuống thành chiếc xe bán tải. Nó có 6 lý do sau. Đầu tiên đó là về giá thành. Khi hoán cải từ xe 17 xuống thành xe bán tải, giá thành nó không chênh lệch nhau nhiều. Như các bạn biết là xe 17 chỗ thuế trước bạ của nó có 2%. Còn xe bán tải nhập về Việt Nam tuy giá rẻ hơn một chút nhưng thuế của nó đến 7,2%. Nên tính ra tổng thành hai chiếc xe này chênh lệch nhau không hề nhiều. Và điều thứ hai đó là các bác tài có thể chọn màu được. Chiếc xe van nguyên chiếc nó chỉ có một màu duy nhất, đó là màu trắng thôi. Còn với chiếc xe hoán cải này nó có hai màu, các bạn có thể chọn một màu đen, hai là màu ghi xám như thế này này. Và điều thứ ba đó là các bạn có thể chọn được chỗ ngồi. Nó có hai phiên bản, bạn có thể chọn 3 chỗ hoặc 6 chỗ. Đây, với phiên bản 6 chỗ thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm 3 hàng ghế ở đây. Và đương nhiên là chỗ vách ngăn này này nó phải chuyển xuống dưới, thì người sẽ lên từ đường này. Hàng hóa các bạn bắt buộc phải đi bằng cửa sau. Thứ tư nữa, chiếc xe 17 nó có sẵn bậc lên xuống này. Khi các bạn chở hàng thì các bạn có thể lên xuống các bậc này. Đấy, và để lên xuống hàng nó rất là đơn giản. Và các bậc này thì các bạn yên tâm là nó cực kỳ chắc chắn rồi. Các bạn nhìn các cái khung của nó được hàn trực tiếp với sắt xi, cho nên nó rất là cứng cáp.
kể cả đằng sau của nó. Đây, đằng sau của nó cũng có một cái bậc lên xuống như thế này. Chiếc xe van thì không có được cái bậc này. Một điểm tiếp theo cực kỳ quan trọng. Điểm thứ 5. Đó là chiếc xe bán tải mà hoán cải từ 17 nó có sẵn một dàn lạnh độc lập ở đằng sau. Như các bạn biết đấy, chiếc xe 17 có hai dàn nóng lạnh độc lập. Chiếc xe này khoang hàng của bạn đã được trang bị sẵn cái dàn lạnh như thế này này. Với những mặt hàng mà cần bảo quản lạnh, ví dụ như hàng rau củ quả hay hàng thiết bị điện tử, thì các bạn đã được trang bị sẵn dàn lạnh như thế này rồi. Và đặc biệt dàn lạnh này nó được chia ô thoáng rất là đều. Từ đầu đến cuối nó có 34 ô thoáng. Và độ mát của nó sẽ đều tất cả các mặt hàng của bạn. Nó không tập trung vào một chỗ. Nó sẽ tránh hiện tượng đóng băng, đóng tuyết. Và nó gây ẩm mốc cho mặt hàng của bạn. Và đặc biệt là nó cũng tránh hiện tượng là chảy nước. Và đảm bảo cho nội thất của chiếc xe này nó được bền hơn, lâu hơn. Sàn xe này thì chúng tôi đã lót một lớp sàn inox dày 2.5 ly rồi. Vì inox này là inox nhám, hình quả chám này này. Nó rất là trơn. Các bạn đẩy hàng lên, đẩy hàng xuống, nó sẽ rất là dễ, nó dễ dàng và nó thuận tiện. Và các bạn để ý không? Chiếc xe này có rất nhiều đèn. Với chiếc xe bán tải nó chỉ có một đèn duy nhất ở giữa thôi. Còn chiếc xe này đèn của nó chạy dàn từ đầu đến cuối này. Khi các bạn bật dàn đèn buổi tối ấy, thì các bạn lên từ hướng trên này, hướng dưới này thì khoang hàng lúc nào nó cũng sáng. Các bạn có thể chọn hàng ở trên này được thoải mái. Và nói luôn là khoang hàng của chiếc xe này này nó cực kỳ rộng. Chiều dài lên đến 3m9, rộng 1m9 và chiều cao 1m9. Tính ra nó rơi vào 14 khối. Nó tương đương với chiếc xe bán tải nguyên bản của nó. Giữ nguyên được kích thước khoang hàng, có thể thêm được chỗ, có điều hòa. Và nếu các bạn cần một độ lạnh âm 20 độ thì đương nhiên là tôi sẽ phải làm thêm vách đông lạnh ở đây rồi. Thì chiếc xe này sẽ trở thành một chiếc xe đông lạnh. Nhiều người có thắc mắc là khi mà hoán cải thì nó có kính này, nhìn nó không được an toàn cho lắm. Nhưng các bạn yên tâm, cái kính của Nga này nó là kính cường lực rồi. Muốn phá vỡ nó các bạn bắt buộc phải dùng búa có đầu nhọn như này và đập một lực rất mạnh thì nó mới có thể vỡ được. Còn những cái hàng thông thường tôi nghĩ xô đẩy thì nó không thể vỡ được cái kính này đâu. Nếu các bạn sợ bên ngoài nhìn vào thì giải pháp rất đơn giản, đó là dán đen cái tấm kính này thì chiếc xe nó sẽ tối om thôi, bên ngoài không nhìn thấy gì. Nếu cần thiết hơn nữa thì tôi sẽ bọc lại nhôm toàn bộ ở các mặt này, thì yên tâm là nó kín mít và nó an toàn nữa. Dù sao đi chăng nữa thì việc hoán cải nó cũng có một điểm kém hơn chiếc xe bán tải, đấy chính là phần cửa này. Cửa của chiếc xe 17 này nó không mở được hẳn, khép hẳn vào bên hông như chiếc xe bán tải. Nó chỉ mở được như thế này thôi. Đấy, chúng tôi chế ra mở 90 độ này được, nhưng để hất hẳn về đằng sau thì nó không làm được như chiếc xe bán tải. Tôi sẽ cố gắng nghĩ sao để thiết kế bộ bản lề ngửa hẳn ra đằng sau. Có lẽ tôi sẽ phải đặt ở Nga về, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có. Tổng kết lại thì việc hoán cải từ 17 xuống thành xe bán tải nó có 6 điểm lợi hơn so với việc mua trực tiếp một chiếc xe bán tải nguyên chiếc. Thứ nhất, đó là giá thành nó không hề thay đổi nhiều. Thứ hai, đó là các bạn có thể chọn được màu. Thứ ba, nó có sẵn bậc lên xuống này. Thứ tư là nó có dàn điều hòa ở bên trong. Và thứ năm rất quan trọng, các bạn có thể chọn được là 3 chỗ hoặc 6 chỗ. Và một điều nữa là các bạn có thể tùy chọn tải trọng, miễn sao nó dưới 950 cân là các bạn có thể vào phố được rồi. Nếu các bạn cần tư vấn thì đừng ngại ngần gọi trực tiếp số hotline tôi để ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.